Nhiều khi mình thấy mình giống ông Tơ với bà Nguyệt gì á. Học online ở trường xong mới nằm ngủ có 4 tiếng đồng hồ. Mà ông anh họ ông gọi điện ông la hét sùm. Ông kêu: "Ê, nghe tao cầu hôn á." Ủa, cầu hôn kiếm tôi đưa cục tiền chứ gì ông nội? À mùa nội đó mình mới nghỉ dịch có mấy bữa. Quên là vẫn còn làm bóng. Bút kỳ để tôi làm cho cái này. Bà bạn gái ông không đổ thì tôi mới lạ. Bởi vậy mình nắm đi xe duyên mà có ai tin. Xe xong rồi duyên đi hết còn mình tôi ở lại. Ngồi dán mấy cái tờ mới này mà nhìn tức ghê. Nhiều khi cũng không hiểu người ta mê tình hay là người ta mê tiền nữa. Nhưng mà nhìn là biết mê bóng của tôi rồi. Trời, nhiều khi tự nói xong tự khen giống tự sướng ghê. Khúc này mình gấp gấp mấy cái này làm cái viền của cái xô. Ủa anh chi vậy, cho đẹp chứ anh chi má. Xong rồi cầm cái tờ này ra ngoài đường thử coi bóng có bay được không nè. Mà ở ngoài đường người ta tưởng tôi thả diều không. Diều này bay ở Việt Nam được 3 giây chắc mất. Khúc này đang thắt cái nơ mà cái con hoàng thượng này nó cũng hóng chuyện, nằm phè ra vậy nè. Nó chứ dán mấy cái chữ lên bóng và cho mọi người xem kết quả nè. Ngon rồi đó. À dặn luôn mấy ông đặt trái bóng này, nhớ đem đi chỗ nào khô ráo kín đáo trong phòng rồi hãy mở, chứ mở ngoài đường tiền bay theo gió mà tình cũng bay theo luôn. Thôi bây giờ đi ship hàng thôi. Khúc này giao cho ông anh hỏi đi ké được không. Ông kêu điên hả mày, không cho thôi vô ngồi làm mấy cuốn bánh bía, ngồi đợi kết quả của ông anh tôi coi thành hay bại để chuẩn bị làm cái đám cưới nữa.